Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em đến từ siêu thị điện máy Ecomart. Như mọi người đã biết thì trước mặt mình đây là một chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu Panasonic. Mã sản phẩm là TXG30A. Mẫu này thì hiện tại được thiết kế sử dụng cho không gian phòng là 20m2 nhé. Hiện nay thì ô nhiễm không khí ở trong môi trường và trong bầu không khí của chúng ta diễn ra rất là nhiều. Nên là để có một sức khỏe thật là tốt, mọi người nên đầu tư một chiếc máy lọc không khí ở trong phòng nhé. Thì sau đây em xin giới thiệu chi tiết đến anh chị về cách sử dụng sản phẩm máy lọc không khí thương hiệu Panasonic. Như anh chị nhìn thấy thì đây là chi tiết của sản phẩm. Khi mà mình mua về thì ở bên trong vỏ thùng bóc ra sẽ bao gồm có sản phẩm trực tiếp như thế này, bao gồm sách hướng dẫn kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt đầy đủ hết nhé, thiếu bảo hành. Bên trong như mọi người đây thì mình sẽ tháo trực tiếp cái bề mặt cửa gió này ra, nhấc ra rất là nhẹ nhàng thôi. Mình có thể tháo rời ra. Bước tiếp theo như mọi người nhìn thấy thì hệ thống lọc ở bên trong này, mình sẽ tháo tay nhẹ nhàng ra nhé, rất cái nhấc hệ thống bộ thấm lọc ở bên trong này. Tiếp theo một bộ thấm lọc nữa ở bên trong túi bóng này, thì về mình sẽ rút cái màng lọc này ra, xong lắp trực tiếp vào đây, bỏ túi bóng ra cho em nhé. Đấy, chạy vào. Bước tiếp theo đây, mình cũng lắp lại các hệ thống lọc như vừa xong. Sau đó thì mình cũng đóng nắp vào. Dưới này nó có hai núm chức năng đây, thì mình đẩy trực tiếp mạnh vào không. Sau khi tháo dỡ các tấm màng lọc và bọc chắc chắn đầy đủ nhé, thì mình sẽ cắm nguồn và bật công tắc. Trên này thì hiện tại cái tấm lọc ở bên trong em chưa bóc ra nhé, thì mọi người về mình bóc ra cho em. Đây sẽ có các chế độ ở từng mức gió khác nhau. Đây là từng chế độ này, tốc độ lọc thấp này, mà lọc trung bình và lọc nhanh. Cái này thì ở chế độ lọc tự động. Đây là chế độ cảm biến cái volume, mình có thể âm thanh nhé, mình có thể tắt nhỏ hay to là do mình. Đây là chỉnh hẹn giờ chế độ tốc độ mạnh, còn đây là hẹn giờ tắt. Đây là chế độ nano, đây là biểu hiện cái mức lọc sạch ở bên trong phòng nhé, đèn nó sẽ chạy. Còn đây là chế độ filter, lúc nào đèn nó sáng thì nó sẽ báo cảnh báo cái chế độ là mình phải thay cái tấm lọc ở bên trong. Sử dụng thì rất là dễ dàng. Trong quá trình nhà mình sử dụng thì mọi người lưu ý nhé, để trong khoảng không gian tầm 20m2 nó sẽ phát huy tác dụng tối đa nhất cho mình. Vừa xong trên đây là cách hướng dẫn sử dụng máy lọc không khí Panasonic, mã sản phẩm TXG30A. Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng hoặc cần hỗ trợ tham khảo tư vấn gì thêm, anh chị có thể liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0243 212 7974. Hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.